Nó để trên đó đánh cái gì cho quên đánh trứng trứng à. Phải trứng gà chậm nè làm cho bà bổ luôn mà hay quá vậy. Rồi bây giờ đọc lại là 5209 4302 0231 3885 để tốt răng tôi bay làm sao ăn tới được rồi, được rồi. Để mỗi người gì á đó đi cái này nữa nè coi đây có như chán này à còn nữa không ông nói để cái nữa bớt ra con xếp ra nhiều lắm vậy rồi, ok cái này mà hết rồi mà này nguyên tô này nha thì chia ra bên kia ra ok anh đi ăn nhiều không hai bà già ơi hai bà già hết rồi anh đi ăn nhiều hơn tại bây giờ không răng ăn được ngoại không răng con có răng mà đều mấy con nóc này không biết con chưa ăn bao giờ nữa. Ủa tờ, mấy cái đồ mấy con cua này lấy cái gì sao mục sư so với Cà Mau thì con cua này nó to không? Ôi quá to không quá to luôn không? Con này là con này nó quá cua to Cà Mau vậy nó nhỏ xíu ở đây nó bự tàu rồi nào ở đây chụp hình đem về cho tụi nó coi. Bởi vì đi ra đây mới thấy mình nghĩ ông Cà Mau là nổi tiếng mà không dám. Bữa trong chợ này nó bán gì cá bóng mú á, cá bóng mú bông á. Có tính là 100.000 đồng Việt Nam 1 ký. Ôi, gì ghẻ vậy? Ờ, ở Việt Nam là thôi. Cái gì? Cá bóng mú á, cá mú mà bự để chân tương mà ngon. Con này có mua rồi hả? Khá khá mới được. Con đâu mua đâu, con đâu có ai làm đâu mà mua. Đây. Ở Việt Nam mới khai phá mới ăn cái món đó dữ. Nó còn 100.000 ký. 50.000 một bao. Như con này nãy bảo là 1 ký 1.8 triệu. Triệu 8 hả? Dạ. Bên này có 50 đô, 50 mấy đô luôn. À 12 không. Ở trong chợ IDC bữa nay có 9 có 8 đô. 8 đô 99 là 9 đô. 8 đô 99 rồi đó. À Dượng còn ấy giờ cậu đi cái mời Dượng đi. Ê, cậu còn nó có 8 đô mấy. Người này người kia vô đi. Ôi cha nè đây nói, này có nó thôi, có hai ba con ốc đi làm. Đúng rồi, cảm ơn con. Có lẽ hai cái cua. Cảm ơn chị. Con lẻ ốc. Bây giờ nha. Lâu đâu nhớ chị quậy ra hả? Dạ. Gặp em là mười mấy năm về trước rồi mà. Dạ, mười mấy năm về. Hồi đó còn trẻ. Giờ chị đến đây lần đầu tiên nó nhà ngoại còn đó đánh hồi thắm. Giờ đó gặp tụi em biết hết chứ trong cái lần chị qua bên Ba Lai tìm màu từ trước Ba Lai. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday dear Wanda. Lần nữa đi. Happy birthday to you. Nhận lời. Sai rồi. Phải rồi. 101 tuổi luôn á. Sinh nhật sớm nào. Chưa. Lần đang nó đi mất tiêu rồi, không có đâu nha. Đi sấy tập chừng à. Túm đâu rồi. Bánh này bánh gì ạ? Bánh cheesecake là món ăn đồ biển. Cheesecake. Dạ. Bánh này. Bánh này. Cheesecake hay gì vậy? Cái không cake. Ồ cake ở trong à. Nó giống như cheesecake nha nha. Ok. Cái này là quý ở Mỹ, ở Việt Nam lắm á. Vậy á? Nhiều lắm á. Ở Mã Lai của em tốt. Thứ 6 này luôn có đặt 42 cái mâm tôm hùm bự lắm. Wow. Thứ 7 luôn. Thứ 7. Ở đây á. Bộ trí mấy giờ vậy? Chụp bạn bây giờ đây, chụp quay quay quay. Này cô Trang này chăm sóc má đó, mẹ hiền rất là tốt mẹ. Trời mẹ. Ở Cà Mau là nó đắm lại, giữ ở Mỹ luôn để bà chăm sóc mẹ. Người Mỹ đó nha. Qua Mỹ. Không ai dẫn chơi đâu. Chào Mỹ.
Ôi xin mời. Cảm ơn quý vị. Rồi cậu ngồi đi. Cảm ơn quý vị. Cứ ăn đi nha, tôi đi làm. Thôi cậu ăn ốc đi. Ăn mà hai ba con ốc rồi chứ không ăn. Ốc đi chứ ăn gì đâu. Sinh nhật chứ không cho ăn đồ ăn toàn là đồ ăn không no. Đồ ăn gì đồ ăn bánh không. Giống như là đồ nhậu vậy. Má phải nhậu quá. 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 Ai đây hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đi, đi, đi. Rồi, giờ cậu ăn ốc nào ăn đi rồi cậu đi làm đi. Cái hàng ốc. Vô vô vô. Vô ngồi. Ngồi đây đi Trang, ngồi đây. Ngồi đây. Đi ngồi ốc mà chơi. Đi hầm kìa. Đó, ngồi đây. Chị hầm. Lấy những miếng ốc bên xã. Ốc bên xã. Cậu ơi. Dạ dạ. Đây đây, cái này đâu qua bên này. Phải rồi. Để chơi đây. Vậy sao nó? Bắp bê cô Hồng. Nhiều quá. Mắm gừng, mắm gừng. Đây bông gừng, bông gừng. Đây lên chị Hồng. Có cầu nguyện. Có một cái báo cầu nguyện đi. Cầu nguyện chúc phước. Em mẹ. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng thật là tốt lành. Cảm ơn Chúa vì chúng con biết Chúa vì chuẩn bị bước vào sinh nhật của ngoài. Cảm ơn Chúa vì ngày ban sức khỏe, ban sự sống cho chúng con. Yes. Ngày nuôi nấng chúng con mỗi ngày nữa. Chúa ơi, ngày ngày cảm ơn Chúa cho con này. Cảm ơn Chúa vì sự trí đã chuẩn bị cũng như năng con để lo cho con này. Để chúc mừng tuổi mới của ngoại. Xin Chúa ngày mình tiếp tục ban ơn cũng như thông qua thức ăn này cho con có sức khỏe nhiều hơn. Để con hầu của Chúa con cảm ơn ngài. Con dâng lời dạ thâm công này chúng ta Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cái này không biết làm sao nè, anh Chí phải ngồi đây mới đúng. Anh biết làm cái này nè, lấy cái này, lấy mấy cái muỗng nha cho ngoại này biết ăn được không? Được, là em có thể ngoại. Cậu Lưu ăn cái mấy cái món này đặc biệt nè. Phải gọi về Cà Mau cái người mà làm bán chuyên bán hai cái muỗng nha cho ngoại. Để họ chuyển cho làm luôn. Hồi nãy nói chuyện tưởng là nói với cái bà đêm hôm á. Mày á, dạ dạ với quê. Bây giờ mày để ngồi hỏi ổng. Ờ, đúng rồi, tắt vô không bà hả? Cái này nếu biết sao Cà Mau chưa phải ăn con này cho nên là không biết như thế nào. 8-10 bạn có 1 con thì sao ăn đủ. Đây nè, mua đây nè. Bà nãy mua 2 con mà thấy bỏ chui con. Trời ơi. Muốn nhỏ đấy. Mà thật ra nó kêu. Mà mình tôi ăn 2 con. Lớn hả, thứ 7 lớn hả? Đây vô, đây cậu. Lô ơi, tự nhiên nhà anh biết cái này chưa? Ngoại đâu vậy? Để cho ngoại ăn. Kia nặng tắt. Lô ơi, con bị gì? Lô ơi, à, con tổ chức thôi, nhà sinh nhật ngoại đâu? Ở chiếc ở đâu? Dạ ở nhà anh Long. Ừ. Nhà anh Long vào là ngày thứ 7 phải không ạ? Dạ. Con lên rồi tới không? Có à, hết đó chị. Vậy tới. Tới đi, thứ 7 này nè. Ừ. Chị ở đây mà, đến đây thăm ngoại mà. Để thứ 2 nó mới về mà. Ở bên Texas. Dạ, hồi đó hầu trước chứ ngoại bên Mã Lai mà. Ừ. Nó quen mới biết. Chị đang ở đây hả? Chị đang ở Texas, giáp chịu qua đây xong đây rồi thăm cho ngoại ốc chịu quá lấy cái muỗng rồi múc cái đó cho ngoại nè. Giờ đây chơi vô tới giờ thứ hai đi lên bàn. Múc cái xoa ốc này cho ngoại nè, để lại ngoài đi. Còn chị ở 15 tay chị đi về và mình cắt xin. 15 tay về cắt xin rồi ạ. Có 2 khế không? Dạ. Có 2 khế không? Có. Có. Cậu mua đó hả? Có khế về Mỹ, hát một khế về Việt Nam phải không? Anh nhập sớt luôn. Nào, 2 khế về Việt Nam đó, khế Mỹ. Có anh chưa? Cái này đem về Việt Nam được cho bên Mỹ, đem Việt Nam qua Mỹ là không được. Mà khế Mỹ đem về Việt Nam. Thêm nhỏ nhỏ. Cái này có bỏ được ổng nữa hả? Dạ. Ăn được không? Được. Hả? Con lạ quá con. Ăn cái ốc nó béo quá ngoài. Có bỏ bơ, phô mai gì chấm lên. Đó, con biết phô mai. Béo không?
Đây không? Có. Dạ. Có. Nãy mà nấu gì mà ta nghe bà kêu ba bỏ bao rồi muốn một ngọt nghe ra tay quậy lên tẩn luôn. Không. Sao lễ quán không ạ? Bỏ đi. À được. Tại có nghề. Có nghề. Để ngồi nói gì. Có nghề lễ mới được. Wow. Anh Thắng cắt ra đó. Bà Thúy Nga, bà Thúy Nga Paris đó, dạ. Chủ. Bà xin em nhãn. Thái đến nhãn. Nhãn quá ngọt. Bữa tưởng đâu Thúy Nga. Không, bà Thúy Nga là dạ. Bà đem về Việt Nam, bà gói từng gói, từng gói, từng gói nhỏ nhỏ, bà cho người này, bà cho người kia. Cho bà. Đem gì? Nhãn. Nhãn, cô Mỹ đem gì bà cho. Đầy một đồng, con một dạng. Nhãn Mỹ đem về Việt Nam à? Việt Nam nhà bên nó cả đống. Tại vì nhãn Việt Nam nó khác. Ừ. Nhãn Việt Nam mình sao hột không mà nó không có thịt. Cơm ấy. Chị Hồng quá, ăn chị Hồng. Không, ăn ngồi không có đi. Lấy không được con, lấy không được anh. Con lấy mấy con còn. Để ông bà ông lấy cho. Ông lấy rồi. Lấy lấy không, muốn mày. Thì không biết đừng làm mà. Dịch cái mài nó ra rồi. Có ốc rồi. Ngoài ăn thường rồi, nó đi hết đang. Ờ hả, nhau không phải được. Ốc đen ngon ha, cái đuôi nó không có đắng đắng rồi lại cũng không có kém. Mấy ốc là hình như ốc. Con lấy từ nay cho chơi xong. Còn được rồi, để mất con lấy không xong. Ờ ok, được rồi, con lấy nữa thôi, đủ rồi. Để ta ăn cái con cung. Nó đi chợ này, chợ IBC là đồ. Sông Thủy. Ồ, Sông Thủy, IBC đồ rẻ lắm. Đấy, anh Trí hồi nãy cậu nói đó có nhiều đa dạng ốc nhiều không? Đấy, đi tìm Sông Hỷ. Nhiều hơn. Ok, được rồi, được rồi, đúng rồi. Cậu nói cái này bên kia có 9 đồng như 1 pao. Mà đó mình hồi 12, 12 mua 8 đồng 1 pao. Thì có mua chở về nhà được rồi. Mua chở về Minnesota được rồi. Dạ. Chúng qua mua là, bữa nay mua là tới 12 đồng. Sông Hỷ là chợ Đà Lạt. Trời ơi. Không, Sông Hỷ là chợ đường du lịch. Quá trời đó. 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 Con chợ là ở đây chạy IBC không đấy. Do mình mua nó làm cho mình luôn, ví dụ như tâm hùm nè, mua nó tới bữa sinh nhật má nè, mua 4 con bự từ bự mỗi con cả 7-8 tàu á, cái nó xào sẵn cho mình luôn, mình bưng cái mâm luôn, mình bưng mâm vô ăn thôi, nó làm luôn cho mình luôn á hả? Làm luôn cả nó chiên sẵn. Wow. Ủa rồi mình có trả tiền là không thì không, thí dụ mình trái mua không á, mua không á thì nó rẻ hơn, mà nấu xào thì nó tính vô thêm tiền nữa. À hay quá ha, nó làm sẵn luôn vậy, thích quá. Dạ, đúng rồi. Ủa, không làm. Dạ, nó có cái nhà cũng vô đó ở trời, nó làm tại chỗ. Ô, dạ, cậu, dạ. Cá, lựa cá, lựa tôm, lựa gì đó. Đá. Đây là thức ăn rau cũng rẻ. Ừ, đây cái gì cũng rẻ. Ủa, bột cái đơ rồi ăn. Dạ. Cái gì? Cái nước gì á, apple cider gì đó, apple cider. Còn mắm muối hả? Mắm muối hả? Vậy chả cái này không mà muối. Nè ba ăn này. Quá chừng trái không? Ăn này, ăn này, cái bột nó rồi. Dễ sợ đó. Ăn con lắp. Ăn thịt cua không nè. Trời ơi, đây con trai nhưng mà ăn cây ngon. Góc nhà lờ mà ấy. Ở đây nè, chậu con chậu á. Ở đó hả? Không, ở nhà. Ở nhà đẳng. Cái gì vậy? Ủa, cốc. Không. Khóc quá hả? Ừ. Wow. Nè, chồng ở đây sống à? Mày ở không, mày dẫn mấy người đi có cái xe bự kìa, tao sẽ về. Nhau cậu còn bận công việc nhiều lắm. Bận cái bự gì đó. Xe bự của con chở đi lại đẳng cho mấy người đây coi. Sẵn đó làm cho là xoài bánh nè đó. Ừ. Wow, có ốc cóc mà ngon lắm nè. Ngon ngon kìa. Bận có bánh nè, đó, hết rồi. Trong chậu không ạ? Trong chậu nhậu ngoài ngọt không? Dương trong chậu. Trồng 10-20 cây. Vậy mà nó sống hay nha. Mùa lạnh không chết à? Nó trồng cho nên nó sẵn nó mua mà. Không mua mà. Trong chậu thì nó sẵn rồi. Nó không phải dược phải không? Dạ. Nó không phải nặng lên mình ăn đi. À hả, với lại trong chậu thì mình giờ cái hồ bị lớn rồi mà. Hai mấy cái này là hái ở trên nó bự gì nè. Cái cây nhỏ bằng nửa mét mà có 20-30 cái bự gì nè. Phải cột lại hết chứ không gãy hết. À, đúng rồi. Lúc thì tìm như là ăn còn chứ. Còn. Giờ ở nhà nó có 8 trái dưa ra bự.
Ủa bên đây có dừa găng đó hả? Có trăm đủ thứ người ta. Ủa dừa găng cậu lấy giống ở đâu vậy? Hả? Đưa găng nó về đâu? Tự nhiên thấy dưới đất nó mọc lên thì tưới lại. Ủa vậy đó hả? Wow. Mà uống là bữa trà xanh nè. Cái gì? Trái không? Đúng trái. Ô, cây trồng giống giống như con này nằm trong đây nữa. Con lấy ra nè. Này ổi ngon, ở bên Mỹ thì ngon, bên Việt Nam nhiều. Mình làm lâu không có tính. Không. Trái thời chín. Cô luôn kêu qua Trang qua đây ở chăm sóc mọi người. Được không cậu ở đâu đi không? Chắc được không? Chính sao đi ở đâu? Ra qua đây mẹ bà, mấy già bao nhiêu đâu? Nhưng đừng bao giờ phỏng vấn mà nó đi qua đây để chăm sóc hay cái gì hết nha. Nó đi nhà chơi rồi. Con du lịch thôi. Con thằng bạn đó. Bữa hổm con cũng nói là đi du lịch đó. Có thằng bạn đó nó đi qua cái nó tự nhiên vô nó ngồi nó tự nhiên nó hứng hứng nó khai nó qua nó giúp tiệm phở của chị nó. Đuổi về nước liền nghe nó nhắc luôn, không có được bước vô Mỹ luôn, coi như là nó cấm 5 năm. Rồi đi làm việc lậu. Tự mình nói. Mỹ tự mình khai là tiêu. Nè má mi không ấy, má mi ăn con ốc này nè, nó bự hơn dễ để. Cái cây cherry ngọt không nè. Ôi chàng chàng đi chợ ông bảo ăn cái này lấy quần. Wow. Cherry mà gò công á, cái thời con thứ như cherry Việt Nam chua chua đó. Không biết. Là cái trái cherry này, nó cái trái này nè. Wow. Cherry đó. Chứ không phải là cha gì. Cherry với cherry cũng vậy thôi, hai cái tiếng. Thái định ký nè. Ok. Có đường cây trứng cá nữa. Đó là quý đó. Có đường cây trứng cá. Cây trứng cá, trời ơi, dựng để gì lo nấy, lon lâu dữ hả? Đó, 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 chồng nó có sẵn cái trái hả? Không có chồng rồi, tự lên. Ấy, con gì đó, con ốc lên, nãy giờ ông bỏ cái ốc gì vậy? Nói là để em quay, mày chủ rồi. Để nghe hả? Là em mua cái sẵn đem về. Dạ mua chậu cái cây nó ghép á. Rồi mình mua cái cây có bông thôi à. Về nhà trồng nó ra trái nhiều. Đó là trồng nhiều để chậu. Cây cóc ngon lành quá hả? Cây cóc mà mua là bông không? Ủa cái đó ngoài ăn nữa. Cái gì? Cái đậu đứng dùng mấy đậu. Nó có thì bọc có cái gì? Cắt ra để kéo cắt ra. Ừ. Còn mấy thịt kìa. Để kéo cắt ra miễn. Thôi chơi nha, đi làm nha. Ok, bye. Cắt cái này, cắt mẹ mà. Đừng ăn ống đó nữa, ăn ốc đấy. Làm cái này cho má mình một cái. Cầm cái cua đi. Cua. Ốc đen. Con đừng có ăn cọc đó. Ốc đen. Cái này cái gì? Ốc len. Má mày cầm vô không? Cầm cái cầm này vô à? Hút vô. Phải rồi, cái này tôi thích lắm nè. Mà tao hỏi rồi cái vụ hút nè, gì phải không ạ? Hút đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, hút mà. Hút được không? Phải nãy mình cắt ra thêm được không? Ủa sao không ra? Hút ở chưa, ở chui cá đi. Rồi hút mạnh lên. Ông ra. Sao kỹ rồi, phải có kỹ thuật. Rồi lấy cái này nè, lấy cho lấy kỹ thuật rồi. Không, má mày mà lấy đầu này. Ủa rồi nó mất tiêu vậy. Bởi vì đâu có đâu, nó có con trong đó không? Không, má mày lấy con khác, con này đang sao? Ủa nó con này có nước dừa không? Phải nãy mình chắc thêm cái. Sao nó hút mỹ nó trong luôn. Dạo quá. Rồi, đây là con... Được không? Không, ra luôn. Ông ra mà, ông ra. Thành như khi mà mua á, kêu nó lựa con đực hơn cái. Sao biết không đực, sao biết con cái? Đó. Mua cái gì lựa con lượng cái cua hả? Cua, con nghĩ nó lấy con này không ngon. Ồ. Sao không? Cua cái hình như ngon hơn. Biết lựa cua cái không? Dạ con biết. Cua cái nó có gạch không ạ? Tại này không có. Con nghĩ là nó không biết. Nó biết mà không biết á. Mà có hút được chưa? Ủa vậy hả? Mà trẻ ra đúng rồi đó. Cắt ra. Cắt ra ngoài đây chứ ngoài hút hoài cũng được kìa. Cắt vậy cắt cái đít ra nè. Cắt ngang cái cua nè, cái con ốc nè. Cắt chỗ mà, có cái con của mà. Đây nó chặt cái cua nè. Ồ vậy hả? Ừ, nó chặt rồi. Nó chặt sâu lên hả? Phải là gì mà quen nữa. Mà chứ không quen không được, phải rồi. Đúng rồi đó, đúng rồi. Ngoài ra phải chặt thêm. Dân miền Tây. Cái gì đấy? Không phải là dân ăn ốc. Cái gì đều bự quá vậy nè. Cái con ca, con đó sao? Con lắp sao mày? Cái thịt không đó. Cái thịt có lắp sao mà. Cái này làm sao lắp ngon lắm. Được chưa? Dạ, xong rồi.
Thôi được rồi con, bỏ mất công mày. Hút cái nước nó ngon ghê mà làm ra nó. Lấy muỗng múc đi. Nè. Mày. Đi cô. Đây đúng rồi. Mày hút cũng được luôn á. Ừ. Mà nó đúng rồi, phải chặt cho nó thuốc lên trên ra mà. Dạ, chết rồi thì mất. Rồi mời dân Cà Mau ăn thử coi có giống cua Cà Mau không? Anh đi. Nó kỳ quá. Ủa? Như cái anh ăn cái gì? Cua đó cũng ngon mà nó không. Cái này là quên. Thôi ăn rồi anh rồi. Nấu nó đừng ăn cái dở của má. Ta rồi chê. Má ăn. Dạ. Ngon ngoại. Thôi. Mày ăn miếng này để nó nóc. Chị Hồng ơi. Nó nóc hả? Ờ bà Hồng ấy không tiêu à? Để chơi chị Hồng luôn. Chị Hồng. Ăn đi, ăn đi. Ăn rồi. Ngon. Béo. Ngon. Con để đâu ra? Con để đâu ra? Ăn nước nào thôi. Ăn nước ra. Ở chợ nãy ra. Nãy không chín nó quên này Canada. Hồng làm gì dưới? Nấu gì không biết nữa. Hồng ơi. Dạ. Ra ăn đợi gì trong ra ăn nè. Ăn miếng đi. Ở Việt Nam con thấy nó nóng cua nè. Mới 12 giờ. Ăn cua này với cái gì mà nước mắm hạt chấm nước mắm hạt muối tiêu. Ồ chấm muối tiêu. Tại nó mắc quá. Con không có ăn mấy cái này được. Bị đứa hả? Cử. Ôi giời, bị dừa. Dạ, sao đứa thì mình gãi thôi.